Golden State Warriors báo tin kém vui về Klay Thompson, cổ động viên tiếp tục chờ đợi. Klay Thompson vẫn tham gia khởi động ném rổ cùng các đồng đội ở những trận đấu gần đây, tiến gần hơn đến ngày tái xuất dự kiến trong 3 tuần nữa. Màn tái xuất của Klay Thompson đã rất gần, tiếc rằng người hâm mộ Golden State Warriors sẽ phải đợi thêm một thời gian nữa. Thời điểm Klay dự kiến tái xuất ban đầu là một trong hai trận đấu gặp Memphis Grizzlies vào ngày 24 tháng 12 trên sân khách hoặc gặp Phoenix Suns vào ngày 26 tháng 12 tại sân nhà. Trước đó, một số thông tin cho rằng Thompson có thể tái xuất trước Giáng sinh một tuần, tức là ngay trong trận đấu cuối tuần trước. Tuy nhiên, ban huấn luyện đã quyết định tiếp tục cầu toàn và rời màn tái xuất của tay ném sinh năm 1990. Đội ngũ y tế Warrior đã quyết định tiếp tục rời ngay ra sân của Thompson, thay vì thi đấu ở loạt trận Giáng sinh hay sau đó vài ngày. Giờ đây, Thompson được lên kế hoạch để trở lại vào tuần thứ 2 của tháng 1 năm sau. Ký giả Adrian Wojnarowski ghi chú rõ hơn rằng khoảng thời gian mà Klay Thompson tái xuất sẽ rơi vào giữa ngày 10 tháng 1 gặp Cleveland Cavaliers và ngày 19 tháng 1 gặp Detroit Pistons. Đội bóng đã cân nhắc lựa chọn để tay ném sinh năm 1990 tái xuất vào ngày 4 tháng 1 trong trận đấu gặp Miami Heat, nhưng điều này gần như chắc chắn sẽ không xảy ra. ESPN đưa tin thêm rằng huấn luyện viên trưởng Steve Kerr muốn trận đấu Klay Thompson trở lại được diễn ra trên sân nhà, tạo sàn diễn hoàn hảo cho cậu học trò và đồng thời giúp Klay có sự tiếp sức lớn về mặt tinh thần từ khán giả. Klay Thompson chia sẻ: "Tôi rất ghét phải dùng cụm từ không thể đợi được nữa, nhưng thực sự là tôi rất nóng lòng được trở lại thi đấu. Chứng kiến đồng đội thi đấu và đang chơi tốt, cảm xúc của tôi rất lẫn lộn. Rõ ràng, tôi rất muốn ra sân cùng các đồng đội, đóng góp vào những điều tốt đẹp đang diễn ra. Nhưng đồng thời, tôi cũng cần phải kiên nhẫn vì vừa trải qua hai chấn thương không hề đơn giản." Đã hơn 30 tháng trôi qua kể từ ngày gần nhất Klay Thompson thi đấu tại Game 6 NBA Final 2019. Từ đó đến nay, tay ném này đã trải qua hai chấn thương vô cùng nghiêm trọng. Đầu tiên là rách dây chằng đầu gối trên đất Toronto. 16 tháng sau, khi đang chuẩn bị tái xuất, anh dính chấn thương thứ hai là rách gót chân Achilles. Cách đây 3 tuần, Thompson chính thức được tập luyện 5 đấu năm trở lại và đã góp mặt ở đội G-League của Golden State Warriors là Santa Cruz Warriors, cố gắng lấy lại thể trạng để sẵn sàng cho nhịp độ thi đấu cao ở NBA. Dù Klay Thompson vắng mặt, Golden State Warriors vẫn đang sở hữu phong độ rất cao. Thầy trò huấn luyện viên Steve Kerr được dẫn đầu bởi Stephen Curry đang đứng đầu toàn NBA và sở hữu hàng thủ cùng chỉ số net rating hạng nhất ở thời điểm hiện tại. Với sự hiệu quả vốn đã rất cao này, Warriors lại càng không có lý do nào để đưa Klay Thompson trở lại sớm khi anh chưa thực sự sẵn sàng.